Ôi mà tiền kìa. Ôi lại nhặt đi. Này mày làm gì đấy? Tiền của người ta trả lại cho người ta đi. Tiền này là tiền rơi ra đường chứ không của ai đâu. Tao lấy là đúng rồi. Này ok, trả lại tiền cho tao đi. Tiền này là tiền của người ta đánh rơi, mày tham lam nó vừa thôi, trả lại cho người ta. Ok, cái thằng này nhớ đến mặt tao đấy. Này này cô ơi, có chuyện gì đấy? Tiền của cô đánh rơi này. May quá. Tôi cảm ơn anh nhá, nếu không thì đã mất hết số tiền này rồi. Này tôi gửi anh, coi như là tấm lòng của tôi, anh nhận đi. Thôi cô cất đi, tôi giúp đỡ cô thôi, tiền nong gì chứ. Với lại cô ấy, lần sau thay đồ kiếm cái chỗ nào kín kín mà thay, ai lại thay ở giữa.